Bài số 4 thì nó là fold. Ồ. Nó zoom nhỏ lại. Nó zoom nhỏ lại. Đơn giản là ban đầu cho nó to và về sau cho nó nhỏ. Thì ban đầu mình sẽ để nó là rotate 0 độ, scale 3 nhỉ. Thì như vậy là kích vào nó sẽ zoom nhỏ lại. Đó. Bài slide fold. Slide fold này nó khó hơn một tí. Tức là nó zoom nhỏ lại nhưng mà bạn thấy là nó zoom không phải zoom ở giữa. Ví dụ cái này là zoom ở giữa. Zoom ở giữa cái tâm này. Nhưng mà cái phần slide fold này thì nó zoom vào cái góc dưới cùng bên trái của cái này. Anh nhìn nhá. Đấy, nó zoom vào đây. Như vậy nó phải học thêm thuộc tính là thuộc tính tâm quay. Thuộc tính tâm quay là thuộc tính mà cho phép bạn chỉnh tâm của nó. Ví dụ bình thường tâm của nó là 50-50, nó nằm ở đây. Còn muốn chỉnh nó ở dưới góc này thì tâm nó sẽ là cách trái là 0, cách trên là 100. Như vậy là cái tâm của nó sẽ là 0-100. Như vậy mình viết thêm thuộc tính nó là transform gạch ngang origin. Cái này mình đã nói ở cái phần bài trước rồi, là 0-100%. Có nghĩa là tâm quay của nó cách trái bên trái 0 và cách bên trên là 100% của cái khối đấy. Như vậy khi mà bạn refresh lại bài của mình, viết thử này. À, nó zoom vào đúng góc này rồi. Nhưng mà nó lại chỉ có zoom không thôi. Cái này còn có cả quay nữa. Đấy, tức là ban đầu nó quay vào góc khoảng tầm 45 độ, sau đó nó quay trở về như cũ. Thì như vậy mình thêm thuộc tính quay nữa. Quay vào góc là 45 degree và quay trở về như cũ là 0 độ. Tức là ban đầu thì nó quay vào góc và zoom 3. Về sau thì nó không quay nữa và cũng không zoom nữa. Thế là xong. Refresh lại thêm thử đúng nhỉ. Đúng rồi, như kiểu này. À. Đấy. Zoom vào 3 thì hơi nhiều, để 2 thôi. Đó. 45 độ hơi nhiều, mình để khoảng tầm 25 độ thôi chẳng hạn. Thì nó quay ít hơn. Đó, như thế. Như vậy bài số 3 là quay một góc 25 độ, tâm quay ở góc dưới cùng bên trái và scale 2 lần. Bài khác làm tương tự thôi. À, bài sticky à? Sticky chỉ đơn giản là nó đi từ trên xuống. Đi trên xuống từ cái bài sticky này thì mình phải sửa lại một tí này. Nếu mà bài sticky này thì nó sẽ không không transform nữa. Đấy, mình comment cái này đi. Không transform nữa. Mà nó chỉ đơn giản là nó đổi giá trị top của nó thôi. Ví dụ bình thường top của mình là đâu đâu, top đâu? Top là 50%. Thì bây giờ mình sẽ để top nó là, định nghĩa một cái ở dưới cho đỡ phải xóa đi nhé, là âm 50%, âm 100% đi. Nói cho nó lên hẳn lên trên. Sau đó khi mà di chuột vào thì mình để nó là top là âm 50, là 50%, thì nó sẽ đi từ trên xuống. Âm 50% có nghĩa là cách, âm 100% có nghĩa là cách trên 100%, 50% có nghĩa là cách trên 50%. Như vậy nó sẽ đi từ trên xuống dưới. Thế, nhưng mà nó chưa đúng tâm đâu, mình xem thử đấy. Refresh này. Chắc nó không xuống nhỉ. À, sorry, cái này nó phải ở vị trí dưới cùng. Là vị trí khi mà kích vào Art Class thì nó top 50%, nó phải ở vị trí này. Thế, F5 lại nhé. Ừ, nó xuống giữa mất rồi. Nó chỉ xuống đây thôi. Xuống vị trí sticky, nó chỉ ở xuống ở vị trí trên này thôi. Trên này thì mình sửa cái gì nhỉ? Mình sẽ để top nó là 0% nhá. Đấy, nó sẽ vị trí trên cùng. Và bỏ margin top đi. Tức là margin top của nó là bằng 0 luôn. Đấy, đỡ phải lên quá. Đó, xong.